Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Ở clip trước mình đã có dịp chia sẻ cùng các bạn hai chiếc chảo rất là đẹp. Ở đây là chiếc chảo gang này, còn bên này là chiếc chảo thép. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip so sánh nhanh hai cái chiếc chảo này để coi cái chảo nào nó phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ test thử xem là cái chảo nào nó nóng nhanh hơn. Ở đây mình có một chiếc bếp từ này. Mình sẽ sử dụng lửa lít nước, mình sẽ bật hai cái chảo lên xem cái chảo nào nó đun nhanh hơn. Ở đây thì mình có một cái đồng hồ này các bạn. Và ở kia là cái đồng hồ để đo thời gian. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái chảo gang trước nha các bạn. Sẽ sử dụng cái chảo gang trước. Đây, cái chảo gang đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ nước vào nha. Lửa lít nước các bạn. Rồi, đây là nửa lít nước này. Nhiệt độ phòng lúc này đang là 29 độ C nha các bạn, 29 độ này. Đó. Bây giờ mình sẽ cho cái que này vào đây. Mình để vào đây. Để nó đo nhiệt độ các bạn. Mình sẽ đợi vung lại này. Rồi, ok. Ở kia là cái đồng hồ, mình sẽ để lui đây cho các bạn dễ nhìn nha. Đó. Cái đồng hồ của mình ở đây. Các bạn thấy không ạ? Chờ tới cái kim phút kia kìa, nó chỉ tới số 12 thì mình sẽ bắt đầu nhá. Mình sẽ bật bếp ở cái mức công suất lớn nhất. Rồi, mình đã bật bếp rồi các bạn. Số 12 nha các bạn. Bắt đầu 31 độ C sau khoảng 10 giây các bạn, 35 độ. Bạn thấy không, nhiệt độ nó tăng này. Đó, 45 độ rồi các bạn. Rất là nhanh. 50 độ, 54. Sau 1 phút thì nước ở trong nồi đạt 73 độ C các bạn ạ. Sắp tới cái nhiệt độ sôi rồi. Mình sẽ chờ bây giờ nó tới 100 độ C thì mình sẽ mở vung ra nha các bạn. Các bạn nghe thấy tiếng nước bắt đầu nó sôi rồi đúng không ạ? 90 độ, đó, nghe thấy tiếng nước rồi các bạn ạ. Sau 2 phút thì nước ở trong cái chảo đang được 92 độ các bạn. Sắp tới 100 độ rồi. Mình dự đoán là khoảng 2 phút rưỡi thì nó sẽ được 100 độ. Đúng như dự đoán các bạn, 2 phút rưỡi thì cái chảo gang này đạt nhiệt độ là 100 độ các bạn. Và trên cái quay cầm này chưa nóng các bạn, mình vẫn còn cầm được các bạn. Mình sẽ mở vung cho các bạn coi. Đó, nước sôi rồi. Rất là tuyệt đúng không ạ? Cái chảo gang này thì nó dẫn nhiệt rất là tốt nha các bạn. Như bạn thấy rồi đó. 2 phút rưỡi thì đạt 100 độ. Rất là ok các bạn. À, và cái lắp của cái chảo này các bạn, nó làm bằng gỗ tuyết tùng đấy. Nên là khi chúng ta nấu ấy, hoặc là bình thường các bạn ngửi thì sẽ thấy cái mùi thơm đây nhá. Cái mùi rất là thơm ạ, rất là dễ chịu. Cái gỗ này thì nó không kiểu bị mốc đấy, và cũng khá là dày các bạn. Tầm này là 1,6 cm này. Nên là khi các bạn đậy vào này này, đó. Nếu như mà các bạn đun nước sôi hoặc là làm cái gì đó mà cái áp lực nó mạnh ấy, nó cũng không bung cái lắp này ra được nha các bạn. Rất là tuyệt vời các bạn. Quá ngon đúng không ạ? Chảo gang thì cái bức xạ nhiệt của nó rất là lớn các bạn, nó lớn hơn nhôm khoảng 6 lần ấy. Bởi vậy thì các món nấu của bạn nó sẽ diễn ra trong cái thời gian rất là nhanh. Nó tiết kiệm năng lượng này, và nó sẽ giúp cái món ăn của các bạn nó đảm bảo dinh dưỡng mà, vì cái quá trình chúng ta chế biến ấy nó rút ngắn đi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình sẽ chuyển qua cái chảo bằng thép kia để chúng ta sẽ tiếp tục cái bài kiểm tra này nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thử tới cái chảo thép này nha các bạn. Cái chảo thép thì nó có cái ưu điểm hơn chảo gang là nó nhẹ hơn các bạn. Giờ mình sẽ thử với chảo thép này. Nó nhẹ hơn khá là nhiều các bạn. Khối lượng của cái chảo này khoảng 1,3 cân. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử cái chảo này nha. Mình cũng sẽ dùng nửa lít nước các bạn. Đây, mình cũng dùng nửa lít nước để mình xem cái chảo bằng thép này, cái nhiệt độ của nó tăng như thế nào nhá. Liệu nó có nhanh bằng cái chảo gang kia không. Rồi, nhiệt độ phòng lúc này là 30 độ các bạn. Mình sẽ cho nó vào đây. Đợi vung lại. Bây giờ mình sẽ chờ cái đồng hồ nha các bạn. Nó tới số 3 thì bắt đầu mình sẽ bấm. Rồi. Nhiệt độ bắt đầu tăng kìa các bạn nè.
vừa rồi cái nhiệt độ nó giảm là do nước ở trong lồi nó lạnh hơn đấy các bạn, nên là cái nhiệt độ nó giảm các bạn. Cái đồng hồ này khá là hay nha, nó sẽ có ba cái dây này các bạn này, để các bạn có thể kiểm tra nhiệt độ của ba cái món một lúc các bạn. Lát nữa mình cũng sẽ để link và mã giảm giá của cái đồng hồ này để các bạn có thể tham khảo nha. Cái này thì mình mua ở trên Banggood ấy, cũng khá là lâu rồi, mình đã có một cái clip chia sẻ về cái đồng hồ này rồi các bạn. Dùng khá là sướng các bạn. Nhất là các bạn mà luộc gà đấy, luộc gà có này thì luộc rất là chuẩn nha các bạn. Các bạn căn tới nhiệt độ nước sôi khoảng tầm 65-70 độ, các bạn cho gà vào, bạn luộc gà rất là đẹp. Sau 1 phút các bạn, sau 1 phút thì nước đang là 43 độ này. Sau khoảng 2 phút thì nhiệt độ nước lúc này là 75 độ các bạn. Nó cũng xấp xỉ với lại cái chảo bằng gang các bạn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vì là cái chảo này được làm bằng thép rất là tốt các bạn, cái thép ST14 của Nhật các bạn. Bởi vì là tất cả các chảo mình thử nghiệm ngày hôm nay đó đều là các cái chảo thuộc cái hệ sinh thái của Xiaomi. Bởi vậy thì chất lượng của nó rất là tuyệt vời các bạn. 54 đô cho một chiếc chảo thì mình nghĩ là rất là xứng đáng. Vì các cái chảo này này nó không phủ lớp chống dính ấy, nên là nó rất an toàn cho sức khỏe các bạn. Sau 2 phút rưỡi thì nhiệt độ nước lúc này là 98 độ các bạn. Khoảng 2 phút 45 thì mình nghĩ là nó sẽ lên được 100 độ, chậm hơn chảo gang một chút. 3 phút rồi các bạn, 3 phút vẫn là 99 độ. Nói chung là nó sẽ ra nhiệt chậm hơn so với chảo gang một chút. Rất là ok đúng không ạ? Cái chảo gang thì dù sao cái phần nhiệt lượng với khả năng tiếp xúc với bếp từ thì nó cũng tốt hơn là cái chảo thép này các bạn. Vì là chảo gang thì nó cái tỷ lệ sắt của nó nhiều hơn rồi. Đó. 99 độ sôi rồi các bạn. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và cái chảo này thì cái lắp của nó rất là hay, là trước mình chia sẻ của các bạn rồi đó. Đó, chúng ta để như thế này này. Cái phần test nước sôi thì các bạn thấy rồi đó, cái thời gian nó chênh lệch khoảng tầm 30 giây các bạn. Bây giờ mình sẽ tới cái bài rán trứng nha. Trứng là một cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng thường xuyên, sử dụng rất là nhiều. Mình sẽ rán trứng để coi cái chảo nào nó chống dính tốt hơn nha các bạn. Ở đây mình có hai quả trứng này các bạn này, mình sẽ tiến hành bật bếp lên nha. Mình để cái mức vừa vừa đó để cho chảo nó nóng, sau đó thì mình sẽ đổ dầu vào. Khi các bạn cho cái đũa chẳng hạn này, nó sôi như thế này các bạn, vậy là ok nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho trứng vào, mình sẽ đập trứng vào đây. Đó, bạn chờ một xíu để coi là cái chảo gang này nó chống dính như thế nào nha. Đây các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Rất là ok đúng không ạ? Rất là ổn. Do cái chảo này là mình lần đầu tiên mình chỉ sử dụng thôi, mình chưa tôi kỹ nên là nó vẫn còn hơi dính một chút các bạn. Nếu như mà các bạn sử dụng các cái loại chảo gang và chảo thép này này, trước khi chúng ta mà chế biến thực phẩm đó thì các bạn sẽ cần phải tôi chảo trước nha. Các cái clip tôi chảo trên internet thì có rất là nhiều rồi, các bạn có thể tham khảo nha. Hơn nữa thì do vừa rồi mình để cái lửa to quá các bạn nên là nó cũng chống dính kém đi một chút các bạn. Cái này các bạn cạo rất là dễ các bạn, khá là dóc rồi đấy. Nếu như mà mình chế biến cái quả trứng thứ hai thì mình nghĩ là cái kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấc nó ra nha. Đây mình cho bạn coi này. Đó các bạn thấy không? Cái khả năng chống dính của cái chảo gang rất là tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử tới cái chảo bằng thép nha các bạn. Các bạn chờ mình một lát. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tới cái chảo bằng thép nha các bạn.
Mình sẽ làm nóng chảo trước này. Để tiết kiệm thì mình sẽ sử dụng luôn cái mỡ lần trước nha các bạn. Đó, sử dụng luôn cái mỡ này cho nó tiết kiệm này. Có lẽ mình sẽ phải cho thêm một chút dầu nữa các bạn. Ít dầu các bạn. Rồi ok rồi. Mỡ bắt đầu sôi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho trứng vào nhé. Cái quả trứng này để lâu là cũng kém rồi các bạn này. Cái lòng nó vỡ rồi kìa. Đó, cái lòng đỏ nó vỡ rồi, trứng cũng kém rồi. Rút kinh nghiệm bây giờ mình để cái bếp lửa nó nhỏ hơn một chút các bạn. Vừa rồi cái bếp này mình để lửa to quá. Cái chảo bằng thép này chống dính tự nhiên cũng rất là tốt các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trứng nó chưa chín này. Mà mình đã có thể hơi lật lật như thế này rồi các bạn. Chưa vàng hẳn mà mình đã có thể lật như thế này các bạn thấy. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, bắt đầu nó vàng này mình sẽ tiến hành lật nha. Rất là ngon các bạn. Rất là tuyệt đấy, bạn thấy không? Khả năng chống dính tự nhiên rất là tốt đúng không ạ? Bởi vậy thì chúng ta sẽ không cần phải mua một cái chảo mà nó phủ chống dính nha các bạn. Những cái chảo bằng gang bằng thép như thế này này, các bạn dùng tới mấy đời nó cũng không hỏng các bạn. À, các bạn thấy không này, trứng này này, nó chưa chín hết mà nó không hề dính nha các bạn. Bạn thấy tuyệt không? Đó, này, các bạn thấy không? Mình sẽ tắt bếp thì mình quay gần các bạn coi này. Đây, mình quay gần cho bạn coi nhé. Đó, các bạn thấy không? Đấy, trứng rất là ngon các bạn, mà nó lại không dính tí nào nhá. Do lúc trước mình làm đấy thì mình để lửa nó to quá, rồi mình rút kinh nghiệm làm lửa bé thì rất là tuyệt vời các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn, hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Các bạn thích cái chảo gang hay chảo thép thì các bạn có thể chia sẻ cùng mọi người nhé. Chào các bạn.